Ok, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ chơi một cái game trở lại tuổi thơ. Game 4 nút. Ở đây mình sẽ giới thiệu cái máy chơi game của mình. Các bạn nhìn thấy không? Ý. Nintendo DS Lite. Ok, mình đang sạc pin cho nó tại vì nó khá là yếu pin rồi. Vừa sạc vừa chơi. Đây mình sẽ bấm phím ở đây này, thấy không? Bên này là ABC, XYZ. Ok, đầu tiên mình sẽ chọn là game 4 nút đã đây. Tiếp đến là ở đây mình có một cái list game dài đây này, tôi sẽ cho các bạn xem đó. Bây giờ mình sẽ kiếm con chà phó đâu, con chà phó đây, Snake chơi thôi. Neo City năm 1992. Xin chào, là tôi đây Fox. Bơn phải không? Yeah, đúng rồi. Người đứng đầu cái gì đây? Người đứng đầu tình báo đang gặp một cái rắc rối lớn. Chúng ta cần giúp họ. Ok. Chúng ta sẽ gặp nhau ở một cái nhà kho cũ ở gần bến cảng. Ok. Oh, Fox bạn mình bị giết rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ loại bỏ bạn. Burns. Fox bị loại bỏ rồi, bây giờ đến Burns. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Chơi thôi để tìm hiểu nhá. Let's go. Ồ, mình sẽ chọn ai đây? Mình sẽ chọn Burn nhỉ. Game này chơi được hai người nhá, nhưng mà mình có mỗi mình thôi nên mình sẽ chơi một mình. Mình chọn Burn cho giống với cốt truyện nhỉ. Smith, Iron hay cái ông đặt bom này. Ngày xưa mình thích chơi ông đặt bom này lắm. Mà thôi kệ, vì hôm nay mình sẽ chơi Burn. Burn. Bây giờ chúng ta đang có mặt ở bến cảng đây rồi. Cái chỗ mà Fox bị giết đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân Fox bị giết và bảo vệ chính bản thân mình. À, chết rồi, thằng khốn nạn, mày xuống đây. Mày xuống đây. Ô. Từ từ, bình tĩnh. Phải bình tĩnh thôi. Mày. Thằng ném bom. Ui, sao nó không chết nhỉ? À đây. À, mình có một cái van này. Vali trong game này để đổi súng nhá. Nâng cấp nhá. Rất là nhiều thứ. Mày xong bắn nó lên trên ạ. Hai vali rồi, một vali nữa thôi là mình sẽ đổi súng. Mày rồi, con lợn dám giết bạn Fox của tao này, lũ heo. Đã đây mình đổi súng, chiu chiu chiu, đạn to hơn rồi. Một vali nữa rồi. Mình sẽ cố gắng kiếm vali để còn có giáp. Không có giáp mà không đánh chùm được. Hai vali rồi. Chạy thôi, kệ hắn. Kệ cha hắn, chạy thôi. Ôi anh đừng bắn anh ơi. Ba vali rồi, hai cái nữa thôi là chúng ta có giáp rồi. Mày là con heo này. Bốn vali. Ui, tí thì chết. Bốn vali rồi nhưng mà đoạn này khó đây, chết dở rồi. Đoạn này ngày xưa hay chết lắm này. Kéo màn hình đã. Ui ơi. Tí thì chết. Anh ơi. Em đây. Từ từ. Mình phải bình tĩnh nữa để cho nó kéo màn hình, không là chết ngay. Chúng ta chỉ có một hai mạng thôi mà mất mạng cái là mất hết sức mạnh súng. Ở đây. Có giáp rồi, thấy không? Tôi nhảy lên này, có giáp ấy. Siêu mạnh rồi. Full option à? Chưa, vẫn chưa full option. Chúng ta còn bắn đây, mỗi lần bắn được hai viên đạn nhé. Tí nữa thì mình ăn đủ vali mình sẽ bắn một lần được ba viên đạn. Con heo này. À đây, vali.
Mày giáp đây mình sợ gì các bạn ơi. Ơi nó cứ bom mìn này. Ok, một vali thôi là chúng ta sẽ full option rồi đấy. Mạnh nhất game đấy. Đây rồi. Một lần nữa là 3 viên đạn. Ok, đi giết trộm thôi. Sức mạnh là full rồi đấy. Nhanh lên, lại đây. Ngày xưa có ai chơi game này không? Có ai mua được cái băng của game này không? Ngày xưa là tôi phải mua cái băng 4-in-1 mới có game này đấy. 4-in-1 chứ không phải là mấy cái băng mà trăm hàng nghìn trò chơi đâu. Ui chết mẹ. Đây đoạn này cũng khó này. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Các anh em của tôi. Mình phải tìm hiểu nguyên nhân Fox bị giết bởi ai. Và ai đang muốn loại bỏ mình ra khỏi tổ chức. Ngày xưa chơi thì cứ chơi, cứ biết chơi có chuyện đâu mà. Bây giờ đọc mới biết là Fox bị giết đi. Ngày xưa cái đoạn intro đầu game tôi chả biết là nó có cơ. Mày con heo này. Ui ui anh ơi đừng bắn anh ơi. Tí thì tòi. Mày ném bom này. Cái thằng ném bom này. Ơi đừng bắn anh ơi. Đúng rồi. Đây. Chùm đây rồi. Hi hi. Đâu rồi, ra đây. Con trùm. Mày nghĩ tao sợ mày. Nhà mình có giáp rồi nên cũng không sợ lắm. Cũng sợ đạn của hắn. Mày ngồi xuống bắn này. Ngồi xuống bắn là nó bớt giật ngay mà. Ngon ngay mà. Nào, nhảy xuống đây. Mày nhảy xuống đây. Bắn hoài mà không chết. Cái game này nó không có vạch máu của tướng nhờ. Có thì hay biết mấy. Thì biết là rằng là có bao nhiêu máu. Mày. Mình nghĩ nó sắp đi rồi đấy. Ý, thắng rồi. Đi ra sang màn 2. Nói gì đây nhờ? Có vẻ như mình đã giải quyết xong vấn đề. Nhưng mà Fox đang nhắc tới Honcho đang ở đâu. Đúng rồi. Oh no. Zea, bọn chúng cái gì đấy? Đang đi trên một chiếc thuyền à? Burns, tao cảnh cáo mày. Nếu mà mày nghĩ cái mạng sống của ông chủ mày quan trọng thì mày đã không nên rời đi. Là sao nhỉ? Và hắn cười. À bây giờ mình sẽ lên thuyền để đánh nhau. Ok, chúng ta tới màn 2 rồi. Thôi mình sẽ chơi ở phần tiếp theo nhé. Tạm biệt mọi người nhé. Tạm thời thế đã. Mình mới chơi phần 1 ở bến cảng rồi. Ok. Bye bye.